Thì cái món mà gọi là cà phê bọt biển này nè là một cái món mà nổi tiếng ở Hàn Quốc, người ta du nhập về đây, là sự kết hợp giữa sữa tươi và cà phê. Mà để làm được cà phê bọt biển á, thì mình phải có cái bước đầu tiên là bước pha cà phê đen ha. Thì bây giờ bước pha cà phê đen thì sẽ hướng dẫn lớp mình pha cà phê đen. Cho 100g cà phê đen vào trong phin, sau đó mình lắc nhẹ cái phin để cho nó bằng cái bề mặt, rồi mình dùng cái nén mình nén xuống ha, mình nén xuống cho nó sát, nén lực vừa phải. Sau khi nén xuống xong á, thì mình nên làm sạch cái đáy của cái phin à, bởi vì nếu mình không làm vậy này nó bít lỗ xíu, nó không chảy nước được. Rồi mình làm sạch cái đế để tránh tình trạng nhiều khi có cà phê rớt vô đây. Sau đó mình cho phin và đế lên một cái ca như thế này, hoặc một cái gì đó mình có thể đựng được để lấy nước cà phê. Để pha cà phê ngon á, thì ở đây mình sẽ cho muối ăn vào ha. Đối với 100g thì cho 0.25ml muối ăn, một lượng muối ăn. Muối ăn nó sẽ làm cho cà phê đậm vị hơn. Sau khi cho muối ăn vào rồi á, thì mình sẽ lấy nước. Ở đây á, nếu 200 thì lấy 400, còn một nửa thì mình lấy 200 nước. Mình lấy 200 nước ha, rồi sau đó mình dùng cái muỗng mình để ở giữa, mình rót nước rải đều, phải để ở giữa nha. À, mục tiêu của cái việc để ở giữa thế này á là để làm cho cái nén của mình nó không bị lật lên trong suốt quá trình mình rót nước. Rồi sau đó mình nhả cái tay mình ra, mình chờ 10 đến 20 giây. Mình thấy có cái hiện tượng là bọt khí nó sủi từ dưới lên, là lúc đó cà phê nó đang sao ạ? Đang nở. Thì mình lấy cái muỗng mình đặt ở giữa cái nén, mình nhấn nhẹ để cho cái nén nó bám vào. Thì như vậy mình sẽ ủ cà phê được. Còn nếu trường hợp mình bỏ cái nén xong mình rót nước luôn á, thì cái nén nó rất là dễ bị trong trên và nó lật lên, thì nước nó chảy xuống dưới rất là nhanh. Đó, bằng với phương pháp này nè, thì mình ủ cà phê rất tốt, mình không cần là tráng đế hay là tráng phim gì hết. Nhưng mà do cái việc mà khi mà mình chờ 20, mình giữ nén á, thì nén luôn luôn thăng bằng. Cái thứ hai là mình chờ 20 giây á, thì nước nó thẩm thấu vào cái lớp cà phê trên mặt á. Sau khi 20 giây mình nhấn á, thì cái nén của mình á, nó sẽ sát với cái lớp cà phê đầu tiên á. Vì vậy nước á, nó luồn qua rất là chậm, nó luồn từ từ thôi, để nó ngâm cái cà phê này cho nở ra. Và đó là nước lần 1. Sau khi 3 cho đến 5 phút thì mình sẽ rót nước lần 2. Thời gian tối đa để việc ủ là khoảng 5 phút thôi, để mình muốn giữ nguyên cái phin nè và nguyên cái cà phê ở trong còn nóng. Thì lúc đó mình rót nước lần 2 là lúc chiết xuất là ngon nhất. Đó. Rồi sau đó khi rót nước lần 2 cũng lấy cái muỗng giữ như ban đầu. Rồi sau đó mình cũng đặt cái muỗng này ở giữa, mình nhấn nhẹ một cái, nhẹ thôi. À, nhẹ để lỡ có cái lỗ khí nào nó hỏng quá thì nó khít ra, rồi đậy nắp. Mình để như vậy khoảng từ 5 đến 10 phút thì nó sẽ chiết xuất hết. Lúc đó mình sẽ thu được nước cốt. Nếu với cái công thức của mình á, là dùng 200 cà phê, 400 nước giai đoạn 1 và 450 giai đoạn 2, thì tổng lượng nước cốt thu được là 400. Thì chia cho 10 ly là mỗi ly bao nhiêu ạ? 40ml. À, đó là trường hợp mình làm cà phê đen, cà phê sữa thì mình dùng 40ml cà phê cho mỗi ly ha.